Có câu hỏi chung chung là bệnh ở trong máu thì ăn cái gì? Tất cả thức ăn đều tạo máu. Thức ăn tốt thì tạo máu tốt, thức ăn xấu tạo máu xấu. Thật ra nếu như bây giờ mà chúng ta có bệnh á, liên quan tới máu thì thứ nhất là phải tìm được cái thực phẩm sạch. Cái gốc của cái thực phẩm của loài người vẫn là cốc loại. Và cốc loại sạch thì nó sẽ cho chúng ta cái nguồn máu sạch. Thưa sư phụ, có hệ tiêu hóa yếu thì nên ăn cháo gạo rang hay cơm gạo rang thì dễ tiêu và thấy khỏe bụng. Như vậy con ăn thời gian dài cơ thể còn có bị nóng hoặc khô người hay không? Cái này là phải đánh 30 gậy rồi mới trả lời. Tại sao vậy? Tại vì làm biếng nhai nè. Chứ còn cái hệ tiêu hóa mà yếu thì mình phải nói là ăn như thế nào. Tức là nhai nhiều, nhai nhiều thì chúng ta đã tiêu hóa từ cái miệng của mình rồi. Thì không cần phải rang gạo để nấu cháo, không cần phải rang gạo để nấu cơm. Mà rang gạo chưa chắc là chúng ta đã làm đúng. Thì rang hạt gạo mà nếu như nó bị răng nứt, chúng ta vừa thấy cái hạt gạo là nó ngà, nó nứt một hai đường ở trên hạt gạo là chúng ta phải tắt lửa. Tắt lửa thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới đổ dầu mè vào. Thì cái phân lượng thường thường đó là 100 gram gạo đi, thì khoảng 10 gram mè, tức là lượng mè bằng 1/10 lần gạo á. Rồi trộn đều, tắt lửa nha. Động tác đầu tiên là tắt lửa nè, trộn dầu mè nè, đậy nắp lại. Chứ còn nếu rang mà trộn dầu mè không đậy nắp lại cũng không tốt. Xong rồi chúng ta mới bắt cái nồi nước bên cạnh cho nó thiệt là sôi. Thì cái lượng cũng là 10 cho tới 12. Có nghĩa là ví dụ như một chén gạo thì 10 chén nước hoặc là 12 chén nước. Chúng ta nấu thật sôi nước này và cái gạo nãy giờ đậy cho tới nguội, chúng ta mới đổ cái gạo này vào để nấu cháo. Thì cái cháo nó sẽ ngon, nó sẽ mau nhừ, nó sẽ tốt. Thường là mấy cái bệnh mà mới hết, chúng tôi hay chỉ cái cách ăn cháo tán này để cho bệnh nhân mau phục hồi, với lại cái món tất ca đó.